Không có gì đậy cái nắp thùng mà mình lấy đỡ cái bịch ni lông mình chùm vô bạn ha, chỗ hoài nằm trên bạn cầm cho nó dễ. Rồi mình lấy cái dây vải mình rút đừng cho cá nó nhảy ra ngoài cái miệng. Rồi bây giờ mình chuyển đi các bạn nha, mình chuyển đi xuống xuống sông thôi. Mình tính thả hồ nhưng mà gần đây mấy cái hồ mấy cái ao xung quanh nó cạn quá bạn, rồi cá nó sống không được lâu. Rồi giống như cái hầm cái mương ở bên nhà mình rồi nó chết nữa cũng vậy thôi. Bây giờ lên dưới sông thả, mà nghĩ là dưới sông chắc là cũng 50-50, không nghĩ là sống hết đâu bạn nha, không chắc là nó sẽ sống hết đâu. Tại vì có cá nhỏ nữa, có những em rất là nhỏ có bằng nó có bằng bằng đầu đũa thôi, thành ra cái tỷ lệ sống nghĩ cũng 50-50 với môi trường nước đậm với môi trường nước tỉnh. Trước đây mấy em nó sống quen rồi, qua môi trường này sống không biết ổn không. Thôi mong hy vọng đi, hy vọng đó bạn nha, hy vọng là mấy em sẽ sống. Thì trước khi ấy mình cũng cầu nguyện đó mà, mình cầu nguyện cho các bạn nghe luôn, để sau này chúng ta có phóng sanh thả cá hay bất kỳ làm cái việc nào mà có lợi cho những cái chúng sinh nhỏ này như thế này nè, để cầu bạn ha. Nếu các bạn thuộc một bài kinh đúng nghĩa luôn thì nó hay hơn, tiếng Việt càng tốt các bạn nha, dễ hiểu, kinh mà dễ hiểu thì tốt hơn, có lợi lạc hơn cho nhiều chúng sinh ha. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát gia hộ cho những chúng sinh này được duyên lành tái sinh vào cõi người, gặp được thầy lành bạn tốt và gặp được vị chân tu hành giải thoát giác ngộ. Nguyện chúng sinh này được may mắn thoát khỏi những vòng tay tội ác mà con người gây nên. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. May quá, mấy em nó sống các bạn ơi, mấy em nó lội được là mừng rồi. Mình còn một thùng nữa các bạn ha, mình vô mình chuẩn bị mình tiễn mấy em thêm một đoạn nữa. Rồi có dịp gần nhất thì mình sẽ bắt thêm, tại vì còn những em còn nằm trong những cái vũng lầy các bạn, vũng lầy nước không được 2 lít nước nữa mà rất là nhiều. Rồi mình đi tiếp với các bạn ơi, còn một chuyến nữa. Rồi, mình dừng video các bạn nha. Cái thùng này thì chở nó không an toàn bằng cái xô các bạn nha, cái xô chở nó không bị sóc, cái thùng này chở mình sót quá, sót mấy em nó sóc. Nhìn thấy cái thương nè, có mấy em đó nè, các bạn thấy không, mấy em nó rất là nhỏ nè, không biết sống nữa. Tội cho mấy em quá. Khá là nhiều các bạn ha, bắt trong cái mấy cái vũng nước nè, chỉ có 3 vũng thôi mà rất là nhiều luôn. Cầu xin Bồ Tát gia hộ cho những chúng sinh này được yên lành tái sinh làm cõi người, tái sinh vào cõi người và biết tu hành giác ngộ giải thoát. Các bạn cứ nguyện những cái lời ý nghĩa chân thật nhất các bạn nha,
chứ chúng ta không cần phải đọc những bài kinh mà không rõ nghĩa đâu, bài kinh xưa mà. Xong rồi mà. Rồi mong mấy em mà được siêu thoát. Mình nói về cái ý nghĩa mà việc phóng sanh luôn các bạn nha. Có nhiều bạn hiểu nhầm. Một khi mà những cái vị thầy đức độ, mình nói những vị thầy phước đức độ thôi, mình không nói mình nha. Mình không nói mình, tại vì mình không có đủ cái đạo lực, cái sự tu tập cũng như là cái đạo đức để mà mình nói là mình được như vậy. Chỉ có những cái quý thầy thôi, quý thầy họ tu, họ qua nhiều kiếp tu hành đó mà, rồi được chư thiên bồ tát gia hộ, rồi những cái lời nguyện của mấy thầy đó các bạn ha, những lời nguyện của mấy thầy đó mới linh nghiệm. Chỉ cần quý thầy đó chú tâm nguyện cho những cái chúng sinh mà được cái phóng sinh đó các bạn, những chúng sinh đó rất là được lợi lạc các bạn ha. Cũng có khả năng là được cái một kiếp nào đó những chúng sinh đó quay lại thì cũng làm đệ tử của người hoặc là trả ơn người, tại vì người đã giúp những chúng sinh đó giải thoát. Thì cái ý nghĩa phóng sinh các bạn ha, ý nghĩa phóng sinh là dù cho cái người mà đánh bắt cá họ đến họ bắt đi chẳng được, cũng chẳng ảnh hưởng các bạn nha, không ảnh hưởng đâu mà ha. Các bạn biết sao không ảnh hưởng đâu? Khi mà những chúng sinh này nè lớn lên rồi sinh sôi nảy nở ha, rồi đẻ ra những đàn con đàn cháu gì đó, rồi giúp cho biết bao nhiêu cái hộ dân họ được sinh sống, họ được no đủ các bạn, thì những cái phước đó nó nhân lên gấp bội lần các bạn ha. Giống như chúng ta trồng một cái cây cũng vậy ha, trồng một cái cây ha, quanh năm suốt tháng là nó mọc cả ngàn cả vạn quả. Thì ý nghĩa phóng sanh nó cũng giống vậy các bạn nha. Này cá bê trầu nữa các bạn, cá bê trầu nữa. Thì phóng sinh thì nó cũng giống như chúng ta trồng một cái cây thôi, một con cá nó sinh ra làm cả trăm cả vạn cả ngàn con. Cái cây trồng thì khi mà mọc trái quả thì nó đâm xuê kết trái cả trăm nghìn quả trong suốt cái cuộc đời của cái cây. Đó, mình nghĩ tới đây cũng được đủ rồi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.